Tập 10, nửa đêm xông vào tháp phần yêu. Phải, ta và hắn là họ hàng. Để ta cắn chết ngươi nhé, được không? Này này này, ngươi đừng có ra tay ở đây, giữa ban ngày ban mặt. Không cần đến 2 ngày, ngươi sẽ bị bỏ tù luôn hôm nay. Thành thiếu niên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đồng đồng mà, cô đừng để hắn mê hoặc cô nữa. Hắn chính là hung thủ sát hại Sơn Trà. Kể cả hắn không trực tiếp ra tay, thì cũng vẫn là hắn và con yêu quái đó cùng ra tay. Như này còn chưa đủ rõ sao? Coi chừng đến lúc lại hại cô không được tham gia cuộc thi quốc ngữ yêu sư nữa. Đừng vội đưa ra kết luận khi còn chưa tìm ra sự thật. Kỳ Hiểu Hiên à, Kỳ Hiểu Hiên, ngươi cũng đường đường là con cháu của Kỳ Môn Tông, doanh soái của quốc ngữ yêu sư, mà sao vẫn bênh vực hắn chứ? Ngươi coi từ khi hắn đến Đô Thành đã gây ra bao nhiêu rắc rối, không những khiến ngươi phải chịu đánh, bây giờ còn kéo cả ngươi vào cái chết của Sơn Trà. Ngươi phải tỉnh táo lên, còn giữ mầm quà này bên mình nữa. Yên tâm, ta không sao. Ta phải đánh dở mồm hắn trước, rồi mới đánh chết hắn sao? Ngươi bỏ hắn ra, bỏ hắn ra, cứ để hắn đánh. Rõ đông người đang nhìn vào, chỉ cần hắn dám ra tay, ta sẽ báo lên Điện Thiên Cương bắt hắn lại. Ta sợ ngươi chắc. Hổ tử, Thành Tế Niên, ta khuyên ngươi đừng có ở đây tìm cớ gây sự. Mau đi đi, kẻ làm ta điên lên, thương bạc này của ta không có mắt đâu. Đồng đồng mà, cô bị hắn lừa rồi. Hinh đồng. Thành công tử, chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Mong ngài giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ. Sao các ngươi phải mất thời gian như thế? Phải, lãng phí thời gian. Đúng rồi. Có phải ngươi vẫn còn nợ ta thứ gì đó không? Sao có thể quên được chứ? Nào, lại đây. Cam kết là tinh phẩm lưu truyền từ nghìn xưa. Thành công tử, về cứ đọc từ từ. Đọc từ từ. Hôm nay không thèm chấp các ngươi. Còn 2 ngày nữa, xem ngươi còn giỏi được trò gì. Hổ tử, không bắt được bác yêu, mọi người đều phải chịu liên lụy. Hình đồng, cục gạch, hai người cứ tập trung cho kỳ thi yêu sư đi, đừng lo chuyện này nữa. Ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi đâu. Bác yêu vốn là trách nhiệm của yêu sư mà. Ngươi cũng không cần chuyện gì cũng nhận hết lỗi về mình như thế. Đây là việc chung của mọi người. Đúng đó, huynh đệ tốt thì đừng nói những lời khách sáo đó. Bọn họ nói đúng đấy. Chuyện ngươi bị đưa về quán trọ quá đổi kỳ lạ. Giả lại lúc này không còn nhiều thời gian, chúng ta nên chia nhau ra hành động sẽ tốt hơn. Huynh có cách rồi à? Hôm qua ngươi gặp bác yêu ở chợ quỷ, chứng tỏ con bác yêu này đến chợ quỷ là có mục đích khác. Ta và hổ tử có thể đến chỗ hôm qua cậu ấy bị đánh lén xem thử. Vậy còn chúng ta, hôm qua lúc hổ tử bị đưa về quán trọ là giờ khoảng giờ Mão, có một số tiệm đã mở cửa rồi, không chừng sẽ có người nhìn thấy, có thể tìm được chút manh mối. Vậy ta và Hinh Đồng sẽ đến những cửa tiệm đó tìm kiếm manh mối. Được, vậy chia nhau ra hành động, sau đó sẽ gặp nhau ở quán trọ. Tịch Chiếu Hiên, ý của tiên tử thế nào? Đi sâu vào rừng, thanh tịnh, vô lo vô nghĩ, lại có thể nhìn bao quát toàn cảnh Đô Thành Phục Long. Thật tốt. Tiên tử, còn một chuyện nữa, có liên quan đến hổ tử sao? Dạ phải. Gần đây hổ tử mới bị cuốn vào vụ án yêu sư bị hại, bị tình nghi là hung thủ. Trước mắt đang cùng nhóm người Kỳ Hiểu Hiên điều tra vụ án. Kỳ tiết lộ cho bọn họ thời hạn 3 ngày, ngày mai sẽ là hạn chót rồi. Theo ý của tiên tử, chúng ta có nên can thiệp vào chuyện này không? Chỉ cần không ảnh hưởng đến Kim Căn Quyết, chúng ta không cần thiết phải ra mặt, cứ yên lặng quan sát đã. Là bên họ để lộ sơ hở, lúc cần thiết cũng phải bỏ con tốt để giữ con xe. Chủ nhân trước giờ không thích vẻ quan tàn này.
đây là loài hoa chủ nhân thích nhất. Hành chi, dùng nó để trang trí đình viện đi, để nó lan rộng khắp vùng này. Đi đến đâu cũng là sơn trà. Dạ. Đêm nay tự mình tìm kiếm người trong mộng, nhìn theo dòng nước chảy, theo mùa xuân. Danh lợi tựa như cỏ dại liêu xiêu, trong chớp mắt vài lần sống chết. Người đa tình hận khách vô tình, cuốn theo mây, cuối cùng sẽ cùng ai? Là chỗ này đấy. Tối qua ta bị đánh ngất ở đây. Ta mà đến sớm chút thì tốt rồi, sẽ nhìn được trước đó hắn đã làm những gì. Cứ tìm quanh con hẻm này trước, xem có gánh hàng rong hay cửa tiệm nào làm giao dịch móc nối gì không. Bác yêu đến chợ quỷ, chắc chắn phải có hành động. Đi. Này này, hai vị quan khách, hàng chỗ ta đều là hàng chất lượng cả đấy. Có tìm yêu kéo dài tuổi thọ, có cả rồi thú có thể gia tăng tinh khí. Ngài muốn kiếm một xích châu tán, bình ta cũng có cách. Ông có từng gặp một con yêu quái có bầm đen xuất hiện ở gần đây chưa? Yêu quái thì chưa gặp, nhưng ca kỹ của Dạng Xuân Cát đeo mặt nạ đầu yêu nhảy múa thì ta có gặp rồi. Thật à? Thật. Đeo đầu yêu. Ta không hỏi ông những cái đó. Bác yêu, đứng lại. Đánh ra. Làm gì vậy? Đứng lại. Đánh ra, đánh ra. Đừng chạy. Đánh ra, đánh ra. Ngươi làm gì? Lui ra, lui ra. Chạy à? Xấu thế. Hắn không phải bác yêu. Hắn không phải à? Thế sao ngươi lại bỏ chạy? Ta có chạy đâu. Ta phải đi thật mà. Khoan đã. Đây là gì? Thật to gan. Hai vị đại nhân thay cho tiểu nhân đi. Dám mua bán trẻ em ngay trước mặt Điện Thiên Cương. Tội này đáng phải chết. Theo ta về Điện Thiên Cương. Đại nhân, sau này tiểu nhân không dám nữa. Ông chủ, sáng nay ông có gặp hai người này không? Cậu vẽ cái gì đây? Người này đường nét rõ ràng, trông còn ra dáng người. Cậu đây là gì? Mặt còn nhìn không rõ, người còn mọc đầy lông. Đây là yêu. Yêu? Chưa gặp, chưa gặp. Đi mau, đừng làm ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Đi mau, đi thôi, cục gạch. Hỏi cả một ngày rồi, chẳng hề có ai nhìn thấy. Không biết nhóm hổ tử có tìm được manh mối gì ở chợ quỷ không? Hình đồng, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Hay là chúng ta về quán trọ trước, đợi ở đó? Như vậy đi, ngươi về quán trọ trước, đợi tin bọn ta. Ta đến chỗ khác xem thử. Ở kìa Hình đồng, cô đi đâu vậy? Ta mót đi vệ sinh, các ngươi đi trước đi. Được. Từng gặp người trong hình này chưa?
Chưa gặp. Chưa gặp. Cảm ơn. Có yêu. Có yêu. Người đi báo cho các yêu sư khác đi. Mau. Dạ. Yêu, yêu, đi. Có yêu, bác yêu xuất hiện rồi. Bác yêu ở đâu? Đằng kia. Lại để hắn chạy mất rồi. Sao rồi? Ta đã giao đấu với con bác yêu đó và đang bị thương cánh tay trái của hắn. Nếu bây giờ chúng ta rà soát từng quốc ngự yêu sư, chắc chắn sẽ tìm được. Rà soát từng quốc ngự yêu sư liệu có kịp thời gian không? Một ngày. Rà soát quốc ngự yêu sư cần sự phối hợp toàn lực của Tam Đại Điện. Điện địa sát do tổ mẫu quản lý còn dễ nói, nhưng đến điện Diêm La thì phải làm theo quy tắc, phải được sự cho phép của quản lý Tam Đại Điện và Hội Nguyên Lão thì mới tiến hành được. Được rồi, huynh đừng nói nữa. Đã là lúc nào rồi? Huynh đừng có cứng nhắc như vậy được không? Đợi huynh báo cáo xong thì lỡ hết việc rồi. Huynh còn trông chờ đám người kia phê chuẩn cho sao? Bọn họ chỉ thầm mong chúng ta đừng ra được cái gì. Với cả huynh đi báo cáo, bác yêu nghe có động tĩnh bỏ trốn mất thì còn điều tra thế nào được? Đúng đó. Được. Lúc quan trọng thì phải dùng cách đặc biệt thôi. Cuối cùng huynh cũng nghĩ thoáng ra rồi. Diêm La. Để bắt được bác yêu loại trừ tai họa, hôm nay chúng ta muốn kiểm tra tất cả quốc người yêu sư của Tam Đại Điện. Mong điện Diêm La phối hợp. Ta vẫn phải báo lên trên chuyện các người điều tra yêu sư điện Diêm La. Báo lên trên là việc của các ngươi, còn điều tra là việc của chúng ta. Không ai ảnh hưởng đến ai. Nếu vì các ngươi mà làm lỡ việc này để bắt yêu chạy thoát, các ngươi có gánh nổi tội danh này không? Tình hình khẩn cấp, xong việc ta sẽ tự đến nhận tội với Chi Tà tiền bối. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sẽ có thêm nhiều yêu sư bị hại. Xin mời. Thế nào rồi? Chỗ ta không có phát hiện gì. Chỗ ta cũng không phát hiện người nào bị thương ở tay trái. Còn bác yêu này trốn ở đâu được nhỉ? Yêu sư của điện Diêm La đều ở đây hết rồi à? Ở đây hết rồi. Không đúng, còn thiếu một người. Ai? Còn lão Trương ở tháp phần yêu. Lão Trương, Kỳ Dân Soái, ngài chưa có công văn phê duyệt của Tam Đại Điện, đã tự ý kiểm tra điện Diêm La, huy động tất cả mọi người nhưng lại không thu hoạch được gì. Ê, là chuyện này không thể cho qua được. Khi nào lão Trương mới về? Lão Trương là người già của điện Diêm La chúng ta, bao năm nay vẫn luôn làm tròn chức trách. Có tra thêm một mình ông ấy cũng không có thêm được kết quả gì đâu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất mau đi đi. Đằng nào cũng tra rồi thì tra nốt người cuối cùng đi. Người đó đang ở đâu? Lão Trương ở tháp phần yêu suốt cả ngày. Mỗi lần đưa yêu đến tháp phần yêu mới gặp được một lần. Ngày thường mọi người rất hiếm khi tiếp xúc với ông ấy. Tháp phần yêu, các vị đợi lâu rồi. Không biết hôm nay Kỳ Danh Soái đến điện Diêm La điều tra. Ta vừa đi bắt con Thủy Mị bỏ trốn nên đến trễ một chút, mong ngài lượng thứ. Lần này các ngươi còn gì để nói nữa? Danh Soái, cậu đợi bị hội trưởng lão hỏi tội đi. Vượt quá quyền hạn, thách thức quyền uy, đúng là coi trời bằng vung. Chúng ta là
điều tra yêu mà điều tra đến cả yêu sư. Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì Điện Thiên Cương còn mặt mũi nào đây? Các vị chỉ cho chúng ta 3 ngày để điều tra vụ án. Nếu chuyện gì cũng báo cáo theo quy trình, vụ án còn chưa báo cáo xong thì đã đến kỳ hạn cuối cùng. E là bác yêu đã nghe có động tĩnh mà tháo chạy mất rồi. Luật pháp Phục Long là dùng để điều chỉnh hành vi của các yêu sư, dù cậu có là hậu duệ của Kỳ Môn Tông cũng không ngoại lệ, càng phải tuân thủ pháp luật. Quy trình pháp luật nếu không thể giúp ích được cho công việc thì chứng tỏ quy tắc này chưa đủ hợp lý. Ngươi nói hay lắm, nói rất hay. Kỳ Hiểu Hiên, con không coi bề trên ra gì, còn dám phát ngôn ngông cuồng. Thôi được rồi, người trẻ khó tránh khỏi bồng bột, đó cũng vì nóng lòng ra án thôi, không cần phải khiển trách nặng nề. Yên Nhiên, thu lại lệnh bài Phục Long của nó. Vâng. Kỳ Hiểu Hiên, tạm thời cách chức doanh soái của con. Con không được chỉ huy yêu sư Điện Thiên Cương nữa. Giờ tí đêm nay, nếu vẫn không thể điều tra rõ ràng vụ án bác yêu thì các ngươi đều bị tống vào ngục. Yên Nhiên, sau giờ tí con sẽ tiếp quản vụ án này. Vâng. Không ngờ đó, Kỳ Hiểu Hiên, người luôn tuân thủ các quy tắc, cũng dám cãi lại hội Nguyên Lão cơ đấy. Lần đầu tiên đó. Chúc mừng nhé. Thế nào, rất đã đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ điều tra thế nào? Điều tra mấy chỗ địa điểm gây án đi. Lúc trước mẫu đơn nói với ta có người từng gặp bác yêu ở khu ổ chuột, ta sẽ đến đó điều tra. Ngươi và Hinh Đồng đến mấy địa điểm gây án khác tiếp tục điều tra. Xem ra không cần để đến kỳ thi quốc ngữ yêu sư cũng đã thấy được thắng thua rồi. Để không thắng nổi ta đâu, từ nhỏ đã vậy. Hiên Nhi, tổ mẫu, Hiên Nhi, trước kia tổ mẫu nghĩ cho thể diện của Điện Thiên Cương nên không tham gia quá nhiều vào việc điều tra vụ án của con. Nhưng bây giờ cha con thúc ép con đến như vậy, tổ mẫu không thể khoanh tay đứng nhìn. Cảm ơn tổ mẫu. Lát nữa con sẽ đưa tất cả tài liệu vụ án đến điện địa sát. Cứ yên tâm điều tra, ta sẽ giúp sức cho con. Các ngươi không cần đi theo ta. Giờ ta đã bị thu hồi lệnh bài Phục Long rồi, không còn quyền chỉ huy yêu sư nữa. Doanh soái, chúng ta biết ngài đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng ngài yên tâm, những việc này đều là chúng ta tự nguyện làm. Đúng vậy, là chúng ta tự nguyện làm hết. Mọi người đừng vội, ai cũng có phần. Không vội, hôm nay chúng ta đều ăn hết rồi. Đúng đúng đúng, ăn hết rồi, ăn hết rồi, đã ăn hết rồi. Vậy coi như đồ ăn ngày mai đi. Được được được, cảm ơn, cảm ơn. Quả là người tốt, cảm ơn nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Của bà đây, cảm ơn. Có khách ăn rồi. Đúng vậy, của ngươi đây, của ngươi đây. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì, này, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Không có gì, cầm lấy, cảm ơn. Cảm ơn nhé. Này, của đệ đây. Cảm ơn, của đệ đây, cảm ơn. Được được, đệ không cần bánh bao sao? Không cần, thế đệ muốn cái gì? Tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ, chờ chút nhé. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Lần trước bác yêu bắt một yêu sư ở đây, trong số những người ăn xin này có thể sẽ có người sẽ nhìn thấy, phải hỏi han từng người một. Vâng, phải dành cho họ sự tôn trọng. Đi thôi. Nào, cảm ơn nhé. Này, cầm lấy. Nào, của huynh đây. Cảm ơn, cảm ơn. Đây, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây, đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ đằng kia. Tiểu Nhu, tỷ tỷ, mau qua đó ăn chút gì đi.
Kỳ công tử. Trong mắt công tử, lễ nào kỹ nữ lầu xanh thì không thể tỏ lòng nhân ái, giúp đỡ những người nghèo khổ. Chỉ là ta không ngờ lại gặp được cô ở đây. Mong mẫu đơn cô nương đừng để ý. Sở dĩ ta nắm được nhiều tin tức tưởng chừng như bí ẩn khó đoán đó, đều là nhờ vào những người dân ăn mày rải rộng khắp thành khắp nước này. Biết hợp sức mạnh toàn dân thì sẽ vô địch thiên hạ. Biết tập hợp trí tuệ số đông thì không còn sợ thánh nhân. Lời mẫu đơn cô nương nói là đạo lý thánh hiền đơn giản mà vĩ đại. Công tử quá khen rồi. Vụ án yêu sư mất tích có tiến triển gì chưa? Mấy ngày trước bác y bị bọn ta đánh trúng cánh tay, nhưng lúc bọn ta điều tra quốc ngữ yêu sư không phát hiện ai bị thương ở cánh tay, vậy nên lại rơi vào bế tắc. Bác yêu bị thương. Mưa rồi, cầm giúp ta với. Đa tạ. Ta còn công vụ phải làm, không quấy rầy cô nữa. Cáo từ. Phi công. Địa sát. Tổ mẫu, tiến triển tới đâu rồi ạ? Ta đã tra toàn bộ, không có manh mối gì. Đại trưởng quầy, đây là danh sách yêu ma bị bắt về gần đây. Đặt về đi. Rõ. Khoan đã. Mùng 10 tháng 8. Mùng 10 tháng 5. Mùng 10 tháng 5. Tổ mẫu, cái lệnh con bắt Lục Đồng Yêu, ngay đêm đó đã có một y sư mất tích. Thời gian chỉ cách vài canh giờ. Còn cả yêu quái bị bắt vào mùng 10 tháng 4, con cũng nhớ. Ngay hôm sau khi bắt cũng có y sư mất tích. Khoảng cách thời gian chưa tới một ngày. Con nghĩ thời gian y sư mất tích và y quái bị hại gần nhau như vậy, có lẽ không chỉ là trùng hợp. Tìm lại thời gian bắt yêu quái và thời gian yêu sư bị hại để đối chiếu mối quan hệ giữa hai khoảng thời gian. Rõ. Đại trưởng quầy, nói đi. Đại trưởng quầy, thuộc hạ phát hiện giờ ngọ mùng 4 tháng 3, Điện Thiên Cương bắt một con xà yêu ở dốc Lục Ký đưa vào tháp Phần Yêu. Giờ hợi mùng 5 tháng 3, có một yêu sư mất tích ở Thập Bát Phố. Hai sự kiện cách nhau không tới một ngày. Ngày mùng 9 cùng tháng, Điện Thiên Cương lại bắt được một yêu quái đưa vào tháp Phần Yêu. Cùng ngày lại có một yêu sư mất tích. Thuộc hạ phát hiện mùng 3 tháng 4 cũng vậy, mùng 1 tháng 3 cũng thế. Xem ra chỉ cần có yêu quái bị đưa vào tháp Phần Yêu thì sẽ có yêu sư mất tích. Cũng tức là tháp Phần Yêu có vấn đề. Người giết hại yêu sư rất có thể đang ở trong tháp Phần Yêu. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Mau điều tra đi.
Tháp Phần Yêu là địa điểm quan trọng chuyên để nhốt các loại yêu quái của nước Phục Long mấy trăm năm nay. Nó thuộc quyền của Điện Diêm La. Muốn điều tra không dễ vậy đâu. Trước kia ngươi cũng được thấy ở Điện Thiên Cương rồi đấy. Hiểu Hiên tự ý điều tra Tam Đại Điện mà bị Hội Nguyên Lão trách tội. Nếu không giải quyết chuyện này thỏa đáng, e là Đại Sư Soái sẽ rất khó dựa mắt thằng bé nữa. Vậy nếu bẩm báo lên theo đúng quy trình, mất bao nhiêu lâu để được phê chuẩn? Mấy lão già đó làm gì cũng phải mất 3-5 ngày là ít. Nhưng giờ tí đêm nay đã là thời hạn cuối cùng rồi. Hiên Nhi, bây giờ con tới Điện Thiên Cương cùng ta ngay. Ta phải thuyết phục cha con để cha con điều tra Tháp Phần Yêu ngay. Dạ, mọi chuyện đợi ta về rồi hẳn ra quyết định. Sao thế? Cô nghĩ yêu quái vào Tháp Phần Yêu sẽ bị xử lý thế nào? Thiêu chết hoặc bị giữ lại làm nghiên cứu? Cũng tức là cũng sẽ có yêu quái còn sống ở đó. Có chứ. Huynh hỏi chuyện này làm gì? Tò mò giống ngươi. Liệu mẹ có bị nhốt trong đó không? Sao Hiểu Hiên vẫn chưa về? Chắc chắn là đám cổ hủ của Hội Nguyên Lão từ chối huynh ấy mãi. Hổ tử, sao huynh không nói gì? Hắn vẫn không nói năng gì sau khi từ Điện Địa Sát về. Ta đang cảm thấy điều tra mỗi vụ án thôi mà cứ bị cản trở. Nếu một canh giờ nữa mà Kỳ Hiểu Hiên chưa về, ta sẽ không đợi nữa. Được. Dương Vũ Thiên, ông này đặt Phong Nguyệt Đồ Giám ở chỗ ngươi. Ngươi giỏi lắm, chỉ dễ hai trăm đồng cho ta, sau đó thì qua mắt ta bằng kinh văn. Vậy thế này, dám lừa ta à? Nhả hơn 200 đồng bạc ra đây cho ta. Tế Niên Huynh, huynh hiểu lầm tiểu đệ rồi. Kinh thư này là tác phẩm chứa toàn bộ tâm huyết của tình thánh nước Thiên Vũ bọn ta sau khi trải qua tình ái ở thế gian. Hôm đó ta quên nói với huynh, ý chính của nó nằm ở phải tịnh hóa thần thức trước, sau đó tu luyện tâm hồn thuần khiết, xây dựng nền móng trong 5 ngày, ngày ngày hoàng đồng mới có thể thấy được lửa chân dương. Thật không đấy? Ta nói thật với huynh, vốn ta định tự mình tu luyện cuốn kinh thư tuyệt thế này. Nhưng huynh có thành ý như vậy, giả lại chúng ta còn có duyên gặp nhau, nên ta mới chia sẻ với huynh. Tế Nhân huynh, ta coi trọng huynh. Huynh tu luyện cho tốt, đọc kỹ vào. Nếu vậy thì ngươi cũng có lòng quá. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Trời đất chứng giám. Hổ tử huynh đệ, không phải ngươi nói sẽ bắt được bác yêu trong vòng 3 ngày à? Trời sắp tối rồi, sao không thấy bóng yêu nào hết vậy? Chưa tới giờ tí mà. Theo ta thấy, hắn chính là hung thủ giết Sơn Trà, chắc chắn không sai được. Thành Tế Niên, ngươi lại, kệ hắn. Đồng Đồng, cô đừng có cố chấp mù quáng nữa, đừng bảo vệ hắn nữa. Cô sẽ chịu thiệt đấy, im đi. Ngươi đừng gây sự ồn ào ở đây. Hổ tử, hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi, bọn ta đều rất lo lắng. Rốt cuộc ngươi điều tra tới đâu rồi? Báo cho bọn ta biết với. Đúng đấy, bọn ta đều đợi ngươi rửa sạch hiềm nghi, được trả lại trong sạch. Nếu ngươi cần giúp gì thì đừng quên bọn ta. Cảm ơn mọi người. Mọi người yên tâm, chưa tới thời khắc cuối cùng, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Dù sao đi nữa, nếu tới giờ tí mà ngươi chưa bắt được bác yêu, ta sẽ tự tay tống ngươi vào đại lao. Quán trọ yêu sư. Ngươi đi xem thử đi. Rõ.
Sao huynh lại ở đây? Bên điện Thiên Cương sao rồi? Sao dù việc lúc ban ngày, muốn điện Thiên Cương giúp đỡ càng khó hơn nữa. Cha huynh sao thế? Ta biết ngài sẽ không suôn sẻ mà. Đừng nói gì hết, chắc chắn ta sẽ xông vào. Nếu huynh muốn cản ta, ta chỉ đành đánh một trận với huynh ở đây thôi. Ta nói muốn cản ngươi à? Huynh không cản ta. Mau đi đi, trước khi ta hối hận. Huynh cũng cùng ta. Đa tạ. Kẻ nào dám xông vào tháp Phần Yêu, bắt lại. Hinh Đồng, các huynh mau vào đi, ta sẽ giải quyết phía sau. Cô cẩn thận vào. Đi. Kỳ Doanh Soái, xem ra ngươi chưa hề rút được bài học nào từ lần trước. Tiền bối, các ngươi vừa quấy phá điện Thiên Cương, giờ lại tới tháp Phần Yêu của ta làm gì? Gần đây các vụ yêu sư bị hại xảy ra liên tiếp, bọn ta nghi ngờ là yêu quái trốn thoát khỏi tháp Phần Yêu gây ra. Hôm nay lại là hạng cuối cùng để điều tra mà đại sư soái giao cho bọn ta, nên bọn ta mới kích động nhất thời xông vào tháp Phần Yêu. Mong tiền bối thứ tội. Ý ngươi là nghi ngờ lão phu cai quản không kỹ, thả yêu quái đi à? Giảng bối không ý đó, chỉ là không phải ai cũng khống chế được ý chí của yêu quái. Nếu có thể xác nhận chúng không làm sằng bậy thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lão phu canh gác ở tháp Phần Yêu suốt ngày, ta nắm rõ toàn bộ nhất cử nhất động của yêu quái bị nhốt ở đây, nhưng nay lại bị nghi ngờ. Nếu không để các ngươi điều tra, sẽ trông như ta đang giấu giếm gì đó. Nếu đã như vậy thì các ngươi cứ điều tra đi, cho các ngươi khỏi suy đoán bậy bạ, hủy hoại danh dự của ta. Đa tạ tiền bối. Mời. Tiểu thư, cô đẹp quá. Đừng nhìn vào mắt hắn. Hinh Đồng, trước khi yêu quái này bị bắt, nó đã dùng thuật mê hoặc để hại người. Đúng là bản tính khó dời. Không sao. Cỏ dại đâu thế này? Tiền bối, hình như đây không phải cỏ dại. Thế à? Cũng có thể là quốc ngự yêu sư nào đó làm rơi lúc đưa yêu quái vào đây. Tiền bối, giảng bối vẫn còn muốn xác nhận một chuyện với tiền bối. Chuyện gì? Tiền bối có từng thấy yêu quái nào có tóc như thế này trong tháp Phần Yêu chưa? Trông giống bờm ngựa, nhưng tháp Phần Yêu chưa từng giam giữ bác yêu, chắc hẳn là tới từ bên ngoài. Tiền bối không cần nghĩ kỹ lại à? Ta thuộc nằm lòng mọi yêu quái bị nhốt ở đây, không thể nhầm được. Chỗ này có từng nhốt hổ yêu không? Sau khi bạch hổ chết, chưa có hổ yêu nào xuất hiện lại trong lãnh thổ nước Phục Long, nên lấy đâu ra mà nhốt? Tiền bối, hôm nay tự ý xông vào tháp Phần Yêu là lỗi của giảng bối, mong tiền bối thứ tội. Ta thì không thành vấn đề, chỉ có điều e là ngươi khó mà giải thích với hội nguyên lão thôi. Lão phu còn phải trong tháp Phần Yêu, không thể tiễn được. Đã giờ hợi rồi. Lão Trương có vấn đề. Người khả nghi theo dõi chúng ta mà ta nói lúc ở chợ quỷ, có bóng dáng rất giống lão Trương.
Cành lá đó chắc chắn không phải cỏ dại thông thường. Trước khi ông ta thiêu, ta đã ngửi được mùi thảo dược rất đặc biệt. Hơn nữa ông ta thiêu dội như vậy, chắc chắn là cỏ đó có vấn đề. Nếu ông ta là bác yêu thật, hôm đó ta đã đâm trúng cánh tay trái của ông ta, sao lại không có vết thương nào được? Chắc chắn thứ lá đó có gì đó bí ẩn, nhưng ta chưa từng thấy ngoài chợ bao giờ. Chợ quỷ thì sao? Chợ quỷ? Không sao, không sao đâu. Hai vị đại nhân tha cho tiểu nhân đi. Túy sinh đường. Có lẽ đây là nguyên nhân ông ta xuất hiện ở chợ quỷ. Chợ quỷ, túy sinh đường. Túy sinh đường, đúng là chỗ này. Mẫu đơn của nương. Các Quỳnh tới đúng lúc lắm. Thứ cỏ này, ta biết loại cỏ này tên là cỏ phệ hồn đúng không? Đây là một loại cỏ độc, nó đáng sợ lắm. Lúc bọn ta làm ruộng ở thôn nhập dân, chỉ cần thấy loại cỏ này mọc ở ruộng là coi như mảnh đất đó hoang phế luôn. Độc tính của nó rất mạnh, lại còn khó trừ tận gốc. Mẫu đơn cô nương, loại cỏ này có công hiệu đặc biệt nào không? Đây đúng là cỏ độc. Nếu người ăn nhầm thì sẽ thủng ruột nát bụng rồi chết. Nhưng với yêu quái mà nói, nó lại là một vị thuốc tốt. Là sao? Chất độc của nó có thể dùng để luyện chế thuốc. Nếu đắp lên vết thương thì sẽ khỏi trong một đêm, không để lại sẹo. Nhưng chỉ có tác dụng với yêu. Quả nhiên đúng là công dụng của loại cỏ này. Chỉ là bí thuật luyện chế này đã thất truyền từ trăm năm trước, không nhiều người bên ngoài biết được. Mẫu đơn cô nương tra ra cỏ phệ hồn bằng cách nào vậy? Loại cỏ này không hề phổ biến ở chợ, chỉ bán ở chợ quỷ. Đợt trước ta nhận được tin có người mua rất nhiều cỏ phệ hồn. Mua nhiều như vậy chắc chắn là dùng để luyện chế thuốc. Ta nghĩ có lẽ có liên quan tới vụ án mà các huynh đang điều tra. Ta bèn mò theo manh mối tới đây. Mẫu đơn cô nương quả là danh bất hư truyền, tại hạ bái phục. Bái phục. Mẫu đơn cô nương, đêm nay đa tạ mẫu đơn cô nương. Sau này ta sẽ phái người mang thù lao tới. Kỳ công tử, chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có quan hệ giao dịch thôi sao? Ta thất lễ quá. Sau này nếu mẫu đơn cô nương cần giúp gì, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Kỳ công tử nhiều công vụ bận rộn không hết, ta không dám quấy rầy nữa. Nếu kỳ công tử có lòng, hãy tới Vạn Xuân Cát lúc rảnh rỗi. Chúng ta vẫn chưa đánh cờ xong. Cáo từ. Điện Thiên Cương đã bắt đầu nghi ngờ ngươi rồi. Không được phép có bất kỳ sơ hở nào trước khi chúng ta thực hiện kế hoạch lớn. Chủ nhân yên tâm, sắp thành công rồi. Bé tiếng thôi. Sao không đi bắt Lão Trương luôn? Chắc chắn bóng lưng đó là hắn. Lão Trương là người có thâm niên ở Điện Diêm La, không thể động vào ông ta trước khi có bằng chứng xác thực. Nếu ông ta là bác yêu thật, chắc chắn chỗ ở của ông ta sẽ có manh mối. Biết rồi, mà đi thôi. Có lý. Cẩn thận, có độc. Làm gì thế, có độc. Tinh dầu thơm thôi. Thật à? Cẩn thận thì hơn. Được rồi, chia nhau ra hành động đi. Đừng để lại dấu vết gì.
võ phệ hồn. Ta tìm thấy rồi. Đây là cỏ hương linh, không phải cỏ phệ hồn. Còn không phân biệt được cỏ, giả bộ thầy thuốc giang hồ cái gì chứ. Ta có cứu mạng bằng cỏ đâu. Hơn nữa trông giống nhau như thế, ta phân biệt thế nào được. Mùi ở chỗ hắn rất quen thuộc. Hôm đó ta đánh nhau với hắn, trên người hắn cũng có mùi này. Ông ta sẵn tính đa nghi, biết dùng cỏ hương linh để che giấu yêu khí. Không còn thời gian nữa, ta thấy nên ra tay luôn đi. Bắt ông ta hiện hình, chẳng lẽ bốn người chúng ta mà không đánh lại một mình ông ta à? Đúng đó, không được. Nếu ông ta là bác yêu thật thì thực lực không thể coi thường. Cho dù là bốn chúng ta cũng chưa chắc đánh lại. Đúng vậy, vậy phải tìm thấy gì đó thật.